Mà nếu được thì ấy em, loanh quanh đây thôi. Dưới. Cái này cái dây nó gọi là cây trên rừng. Đúng rồi, cái lá non nó đỏ lắm. Cái này ngày xưa cây con ve nó hay bộ lắm. Cái con mà cốt bộ hút nhiều sao lên uống là thuốc chưa rồi. Cái này sau nó, thân của nó hay gai gai nhìn hay ai. Đây gai nào. Lá nó cũng thơm thơm đấy. Uống được. Không được. Không được. Rồi, cái rồi. Không xong. Rồi. Trả rồi nhưng mà chưa được. Ra. Thì rồi. Rồi em. Rồi hết. Rồi. Em vừa trả 8 rồi nhưng không được. Bao nhiêu? Nó thêm trước. À, đi luôn à, đi luôn à. Bố bất công chạy về không biết bảo vợ bảo đưa về Hoài Đức cái không mai phải đi Sài Gòn sớm 7 giờ đã bay rồi. Hoài Đức ra nhà bác kia. Anh ơi, về đây uống cà phê không? Tiến, chờ em tí luôn. Anh cứ ngồi đi, anh cứ ngồi đi. Em đang bật quá. Tính anh nhé. Lấy xong gì, bật luôn giả triệu xong gì, tăng luôn thì chở cho dễ. Ở nhà anh có cái chậu. Ôi, gì đây? Cái túc túc. Túc à? Túc. Cái này mấy mười mấy triệu đây? Cái này là 4 triệu. 1 triệu. Nhiều việc quá. Cà phê không? Hả? Cái gì ạ? Đi cà phê đá nhá. Chả nhẽ vừa uống vừa quay phim. Hả? Chả nhẽ vừa uống vừa quay phim. Ờ, đi vừa uống vừa quay. Được, được. Ô, hộ em cà phê đá nha em ơi. Ngoài 7 cây không bước vào được. Cái vọng cách này bao tiền? Hả? Vọng cách này bao tiền? Cái vọng cách đấy 4 triệu rưỡi em ạ. Sao lần này báo giá rẻ thế? Đó, anh báo giá rẻ mà. Không bao giờ bán đắt đâu. Đang rồi. Bốc luôn đi. Này về ăn thịt chuột. Hả? Về ăn thịt chuột lấy cái lá. Rồi, ăn thịt chuột ăn gỏi cá mè. Chưa ăn thịt chuột bằng vọng cách bao giờ cả. Ăn gỏi cá mè, ăn lá, gỏi. Ăn sống rồi. Ăn tư là ngon thôi. Được rồi, chú biết mình lấy là cháu nhá. Mình lấy là cháu ơi. Chú Toàn đây, chú Toàn đây. Ờ, đứng cá tư đấy nhá, để cháu vào cá tư đấy. Đi về vòng cách thì đặt cấp châu Âu đấy. Ừ. Châu làm gì có vòng cách. Có vòng cách mà. Thế nó gọi là cách biệt đây. Châu Âu và châu Đông Nam Á đây. Châu Á đây. Châu Á thì có thật. Đông Nam Á. Đây cái túc à? Túc. Sáng ra là nháo nhác hết. Nhiều việc quá. Đang muốn xem hết cây đó ông muốn gọi. Hello. Em ra đâu ạ? Đây có cây này bao nhiêu? Cây này có 2,5 triệu thèm rồi. Báo giá cho anh em biết mà. 2,5 triệu rất rẻ. Số mà mày vẫn làm thế nào? Thôi được rồi, đi. Sang bên này. Bên này cây của ai đây? Đây con này bao nhiêu? Cho xin ít phân mặt này về trồng cây được không? Chưa chưa tới mang hỏi em ít cái phân này được không? Tới này á? Phân gì? Lợn này này. Hỏi yếu. Yếu bán à? Yếu bán mà. Mua chưa bao. Thế được rồi. 40.000 bao. Tới đây anh bảo nó bảo lên 50 bao. Ủa, ở quê về bảo không lấy rồi á? Ở quê thiếu gì? Làm gì có á? Khô biết rồi. Biết được tươi thôi. Một bao to không? Bao nó chắc
15 cân. Rồi, xin cảm ơn ông. Thế gửi tiền nhé. Ôi, đây. Tiền đi với anh một người. Con này hay vui là cái thợ kia ui, nó làm cái gì đấy? Hả? Đấy, ông làm cái xanh này về chơi không? Đấy. Anh ta đồng ý à? Dạ. Đây, cái con này đẹp. Cái này chân đẹp. Con bao tiền? Con này tôi để giao đi cho ông 800. 500. Làm mấy tao một chân. Chứ có giảm cho. Con này bạn mới chịu. Con này chuẩn nét nha. Đáng ra không có nhiều không? Để cho đúng 7 triệu. Con đó nghe. Đẳng cấp châu Âu đấy. Quá đẹp luôn. U nhọt. Cháu bắn nhanh lắm. Cháu bắn nhanh lắm. Đấy. Đại, đại gia có con mắt tinh tường đấy. Đấy. Thật bố tinh mắt lắm. Trong quay ui anh dưa đéo bên ở đâu bịt mẹ nặng lắm thôi bỏ bớt ít phân lợn này đi xuống kệ ông sang cái khác quá đẹp trong khi quay màn cho không có tay cho mấy phân tạm mấy phân được để đấy động cái là bay giờ ra đi rồi con này thì có thể là sẽ báo nhiều tiền hơn nhưng sau vào ăn ở tầng kia. Xin lỗi của các bác buổi sáng quay hơi bị di chuyển nhiều, gặp gỡ anh em nhiều mà nên ra là cứ đang quay tí thì lại có anh em hỏi thăm. Đấy, bác ấy vừa giao dịch với cây hay rồi. Con này thì nghe à? nghe non. Cái này thì của chắc của vùng cao An Khánh nước cây được cái này không ngắn ngắn được nhưng mà giá thì không có đâu các bạn cũng không hỏi được giá được. Đấy sáng sớm rồi vui không ra đi hai cây liền lúc này con này cùng đây nè. Nhưng mà con này chẳng có giá đâu các bác. Không có như thế chứ không phải ai sẵn sàng chia sẻ giá đâu. Chỉ video các bác, chứ các bác ra đây thì hỏi thì được thoải mái. Đấy, đẹp đấy. Này động vào mệt. Đây. Cây đẹp đấy. Đấy có ok tôi đi quay du được không anh bây giờ nhá các bạn cho nó ăn này mẹ mày chờ nó đây hết cây không cách chịu mất đi xe lại xong cái gì đấy? Cái gì một kinh đấy? Hai cái ổ này, hai ổ này cẩu. Hai ổ này cẩu. Nếu em để cho anh hai nhân được cái này tức anh cẩu. Không cần đúng đâu. Không cẩu cái cây của tao đi. Thì bắt đầu tao đi qua là cẩu bao nhiêu? Không phải đâu. Em này ba la rồi. Gần đi chuyến tại vì cái thúc của tao con nhà ông này, cái cẩu lên tao cẩu để xong. Cùng chụp được. Anh hai em triệu là cậu cổ tự anh không có cây thứ hai luôn thằng chốt chưa đấy
mua cây sướng thế.